Lục đạo phàm phu là vũ đài lớn, chúng ta biểu diễn trong đó, chư Phật Bồ Tát đứng bên cạnh xem. Ta biểu diễn có nhiễm có tịnh, có thiện có ác, có những quả báo bất đồng. Các ngài đứng bên cạnh xem, thấy rất rõ ràng, không hề động tâm, không khởi tâm động niệm, dĩ nhiên không phân biệt chấp trước. Tuyệt vời là ở chỗ này. Đó là gì? Là tùy duyên diệu dụng. Chúng ta thì không được như vậy, vừa thấy là muốn can thiệp ngay. Can thiệp là thế nào? Là vào trong vũ đài biểu diễn với họ. Cho nên thật sự tu tập là qua sự việc để luyện tâm. Không vào cảnh giới này thì luyện tâm ở đâu? Trong cảnh giới này luyện cái gì? Luyện tâm bất động, luyện không phân biệt, không chấp trước, rất khó. Pháp môn tịnh độ có phương tiện đặc biệt, nghĩa là vừa khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, lập tức nghĩ đến Đức Phật A-di-đà. Không được có ý niệm thứ hai. Ý niệm vừa khởi là quay về Đức Phật A-di-đà, dùng một câu A-di-đà Phật thay thế cho tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Công đức danh hiệu này không thể nghĩ bàn. Danh hiệu có nghĩa là gì? Danh hiệu nghĩa là vô lượng giác. Nếu quý vị hiểu được một câu A-di-đà Phật là vô lượng giác, A-di-đà Phật chính là vô lượng giác, vô lượng giác chính là A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà chính là niệm vô lượng giác. Cho nên niệm Phật sẽ khai ngộ. Được vô sanh pháp nhẫn chính là khai ngộ. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, ngang hàng với công phu thiền định, không có cao thấp.